chứ không khí trong lành quá. Nhanh lên chú ơi. Cô cứ chọn món đi, tôi sẽ là người trả tiền. Dễ đâu muốn sạch tỏi. Cái gì? Cho tôi một con tôm hùm. Cô cười gì vậy? Tôi thấy em mặc cái tập về này đàn ông quá. À, kẹ ngon lắm luôn á, anh ăn đi nè. Trời ơi, một bữa ăn thôi mà hơn 6 triệu. Ôi cha mẹ ơi. Tôi sẽ để cái khăn này lại để thay chấp. Cậu định nam nhân kế với tôi phải không? Một đống nè, một container nữa cũng có. Chị có biết khăn của tôi là khăn hàng hiệu không? Giá trị của nó gấp chục lần số tiền mà tôi đang thiếu của chị đó. Không có tiền thì bán thân cho tôi.